Truyện Kiều, tác giả Nguyễn Du, phần 10, Kiều báo thù, từ câu 2289 đến câu 2418. Trong quân có lúc vui vầy, thông dong mới kể sự ngày Hàn Vi. Khi vô tích, khi lâm tri, nơi thì lừa đảo, nơi thì xót thương. Tấm thân rầy đã nhẹ nhàng, chút còn ân oán đôi đàn chưa xong. Từ công nghe nói thủy chung, bất bình nổi trận đùng đùng sấm vang. Nghiêm quân tuyển tướng sẵn sàng, dưới cờ một lệnh vội vàng rủi sao. Ba quân chỉ ngọn cờ đào, đạo ra vô tích đạo vào lâm tri. Mấy người phụ bạc xưa kia, chiếu danh tầm nã bắt về hỏi cha. Lại sai lệnh tiễn truyền qua, dữ dàng họ thúc một nhà cho yên. Mụ quản gia vải giác duyên, cũng sai lệnh tiễn đem tin trước mời. Thệ sư kể hết mọi lời, lòng lòng cũng giận người người chấp uy. Đạo trời báo phục chỉnh ghê, khéo thay một mẻ tóm về đầy nơi. Quân trung gươm lớn áo dài, vệ trong thị lập cơ ngoài song phi. Sẵn sàng tề chỉnh uy nghi, bác đồng chật đất tinh kỳ rợp sân. Trướng hùm mở giữa trung quân, từ công sánh với phu nhân cùng ngồi. Tiên nghiêm trống chữa dứt hồi, điểm danh trước dẫn trực ngoài cửa viên. Từ rằng ân oán hai bên, mặt nàng xử quyết báo đền cho minh. Nàng rằng nhờ cậy uy linh, hãy xin báo đáp ân tình cho phu. Báo ân rồi sẽ trả thù, từ rằng việc ấy phó cho mặt nàng. Cho gươm mời đến thúc lan, mặt như chàm đổ mình giường rẽ rung. Nàng rằng nghĩa trọng nghìn non, lâm tri người cũ chàng còn nhớ không? Xâm thương chẳng vẹn chữ tòng, tại ai há dám phụ lòng cố nhân? Gấm trăm cuốn bạc nghìn cân, tạ lòng dễ xứng báo ân gọi là. Vợ chàng quỷ quái tinh ma, phen này kẻ cắp bà già gặp nhau. Kiến bò miệng chén chưa lâu, mưa sâu cũng trả nghĩa sâu cho vừa. Thúc sinh trong mặt bấy giờ, mồ hôi chàng đã như mưa ướt đầm. Lòng riêng mừng sợ khôn cầm, sợ thay mà lại mừng thầm cho ai. Mụ già sư trưởng thứ hai, thoát đưa đến trước vội mời lên trên. Giác tay mở mặt cho nhìn, hoa nô kia với trạc tuyền cũng tôi. Nhớ khi lỡ bước sảy vời, non vàng chưa dễ đền bồi tấm thương. Nghìn vàng gọi chút lễ thường, mà lòng phiếu mẫu mấy vàng cho cân. Hai người trong mặt tần ngần, nửa phần khiếp sợ nửa phần mừng vui. Nàng rằng xin hãy vốn ngôi, xem cho rõ mặt biết tôi báo thù. Kiếp truyền chư tướng hiến phù, lại đem các tích phạm tù hậu tra. Dưới cờ gươm tuốt nắp ra, chính danh thủ phạm tên là Hoạn Thư. Thoạt trong nàng đã chào thưa, tiểu thư cũng có bây giờ đến đây. Đàn bà dễ có mấy tay, đời xưa mấy mặt đời này mấy gan. Dễ dàng là thói hồng nhan, càng cay nghiệt lắm càng oan trái nhiều. Hoạn Thư hồn lạc phách siêu, khấu đầu dưới trướng liệu điều kêu ca. Rằng tôi chút phận đàn bà, ghen tuông thì cũng người ta thường tình. Nghĩ cho khi gác viết kinh, với khi khỏi cửa dứt tình chẳng theo. Lòng riêng riêng những kính yêu, chồng chung chưa dễ ai chiều cho ai. Trót lòng gây việc trông gai, còn nhờ lượng bể thương bài nào chăng? Khen cho thật đã nên rằng,
khôn ngoan đến mực nói năng phải lời. Tha ra thì cũng may đời, làm ra thì cũng ra người nhỏ nhen. Đã lòng tri quá thì nên truyền quân lệnh xuống trường tiền tha ngay. Tạ lòng lại trước sân mây, cửa viên lại dắt một dây dẫn vào. Nàng rằng lòng lộng trời cao, hại nhân nhân hại sự nào tại ta. Trước là bạc hạnh bạc bà, bên là ưng khuyển bên là sở khanh. Tú bà cùng mã giám sinh, các tên tội ấy đáng tình còn sao. Lệnh quân truyền xuống nội đao, thề sao thì lại cứu sao gia hình. Máu rơi thịt nát tan tành, ai ai trông thấy hồn kinh phách rời. Cho hay muôn sự tại trời, phụ người chẳng bỏ khi người phụ ta. Mấy người bạc ác tinh ma, mình làm mình chịu kêu mà ai thương. Ba quân đông mặt pháp trường, thanh thiên bạch nhật rõ ràng cho coi. Việc nàng báo phục vừa rồi, giác duyên vội vã gửi lời từ quy. Nàng rằng thiên tại nhất thì, cố nhân đã dễ mấy khi bàng hoàng. Rồi đây bèo hợp mây tan, biết đâu hạt nổi mây ngàn là đâu. Sư rằng cũng chẳng bao lâu, trong năm năm lại gặp nhau đó mà. Nhớ ngày hành cước phương xa, gặp sư tam hợp vốn là tiên tri. Bảo cho hội ngộ chi kỳ, năm nay là một nửa thì năm năm. Mới hay tiền định chẳng lầm, đã tin điều trước ắt nhầm việc sau. Còn nhiều ân ái với nhau, cơ duyên nào đã hết đâu vội gì. Nàng rằng tiền định tiên tri, lời sư đã dạy ắt thì chẳng sai. Họa bao giờ có gặp người, vì tôi cậy hỏi một lời chung thân. Giác duyên vân dặn ân cần, tạ từ thoát đã dời chân cõi ngoài.